Dạ rồi. Các bạn có thấy màn hình trình chiếu chưa? Alo, các bạn có nghe được không? Các bạn ơi. Dạ nghe cô ơi. Rồi, vậy bắt đầu nha. Bài thứ hai là bài suy tủy thực sự vô căn ha. Cái bài này thì thực tế đó là các bạn hay dùng cái từ đó là suy tủy. Nhưng mà để dùng đúng một cái từ thể hiện bản chất của cái bệnh lý này thì người ta gọi là suy tủy thực sự vô căn. Và cái từ suy tủy thực sự này để người ta phân biệt với một cái bệnh lý gọi là suy tủy tiêu hao, tức là những cái nhóm bệnh lý mà có sự giảm sinh của những tế bào máu bình thường, nguyên nhân là do chèn ép bởi những cái tế bào ác tính thì người ta gọi là suy tủy tiêu hao. Và vô căn là cái từ để thể hiện cái nguyên nhân của cái bệnh cảnh suy tủy này. Về mục tiêu của bài thì mình sẽ có 4 mục tiêu. Đầu tiên là các bạn trình bày được nguyên nhân gây suy tủy. Mục tiêu thứ hai là trình bày đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Mục tiêu thứ ba là các bạn phân độ được bệnh nhân suy tủy theo tiêu chuẩn Kamita. Kamita là cái tiêu chuẩn thường được sử dụng nhất trong cái phân độ của suy tủy, bởi vì cái tiêu chuẩn này nó rõ ràng và nó phân độ được, nó đánh giá được yếu tố tiên lượng của bệnh nhân suy tủy. Và mục tiêu cuối cùng là điều trị được một bệnh nhân suy tủy thực sự vô căn. Đây là cái quá trình biệt hóa tế bào tạo máu, thì đây là tế bào gốc đầu dòng, nó sẽ biệt hóa thành tế bào đa năng ha. Thì tế bào đa năng nó sẽ có hai hướng, định hướng phát triển thành hai hướng, đó là định hướng phát triển dòng lympho. Thì nó qua quá trình biệt hóa và trưởng thành để hình thành tế bào lympho B, tế bào lympho T và tế bào NK, tức là tế bào giết tự nhiên. Đối với cái nhánh thứ hai đó là những cái tế bào định hướng dòng tủy, thì trải qua quá trình biệt hóa và trưởng thành thì nó sẽ hình thành những tế bào bạch cầu còn lại, đó là bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu ưa axit, đại thực bào, tiểu cầu và hồng cầu. Như vậy thì hồng cầu và tiểu cầu nó sẽ thuộc về cái nhánh đó là định hướng dòng tủy. Thì cái quá trình tạo máu này nó sẽ có sự khác biệt trong từng giai đoạn của đời người. Tức là ở cái giai đoạn đầu tiên trong thời kỳ mang thai thì quá trình tạo máu nó được hình thành rất là sớm nha các bạn, trong những tuần đầu sau khi mang thai. Và ở giai đoạn đầu, những tuần đầu của thai kỳ thì cái quá trình tạo máu nó sẽ được hình thành ở túi mỡ hoàng. Về sau thì quá trình tạo máu trong bào thai nó sẽ được hình thành ở gan và ở lách. Nhưng mà đến khi trưởng thành thì cái quá trình tạo máu nó sẽ được hình thành ở tủy xương. Ở tủy xương thì đối với người trưởng thành đó là đầu của các xương dài và những xương dẹt. Về định nghĩa của cái bệnh cảnh suy tủy, đó là một cái tình trạng mà tủy xương của bệnh nhân giảm hoạt động hoặc là ngừng hoạt động hẳn, và hậu quả của cái hiện tượng này đó là sự giảm sinh của những cái tế bào máu, và điển hình đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Về dịch tễ học thì đối với cái bệnh cảnh suy tủy thực sự vô căn này, cái dịch tễ học nó không có quá quan trọng như cái bệnh cảnh ITP. Thì người ta cũng thấy rằng là có những một số cái đặc điểm thì mình muốn điểm qua sơ cho các bạn thôi. Đầu tiên là người ta ghi nhận là ở Hoa Kỳ, tức là ở một cái đất đất nước rất là phát triển, thì cái tần suất xuất hiện cái bệnh cảnh suy tủy mắc phải là nó chiếm khoảng từ 3 đến 6 người cho 1 triệu dân trên một năm. Nhưng mà đối với những cái đất nước đang phát triển như là Việt Nam ha, Trung Quốc và những cái đất nước thuộc cái nhóm là các quốc gia Đông Nam Á thì cái tần suất này nó sẽ cao hơn khoảng gấp 3 đến 4 lần. Nên một cái vấn đề người ta đặt ra là liệu chăng cái môi trường sống, cái môi trường sinh hoạt làm việc, hoặc là cái chế độ dinh dưỡng, hoặc là những cái thực phẩm nó có ảnh hưởng gì đến cái bệnh cảnh này hay không, mà nó làm cho tần suất xuất hiện ở các quốc gia đang phát triển, tức là những cái nước nghèo đó, tỷ lệ cao hơn những nước giàu. Và với một cái từ gọi là suy tủy, suy tức là yếu, thì người ta nghĩ rằng là nó thường xảy ra ở những cái người già. Nhưng mà trên thực tế cái độ tuổi của bệnh nhân suy tủy nó sẽ xảy ra ở ở hai đỉnh, đó là một cái đỉnh ở người rất là trẻ với độ tuổi khoảng từ 20 đến 25 tuổi, và cái đỉnh thứ hai là ở người lớn tuổi, tức là độ tuổi khoảng trên 65 tuổi trở lên. Và cái tần suất xuất hiện ở người người nam và người nữ là cái tỷ lệ tương đương nhau. Và khi người ta xét về mặt nguyên nhân của cái bệnh cảnh suy tủy thì các bạn biết rằng là khi nói về bệnh thì phải nói về nguyên nhân của cái bệnh lý, và ứng với mỗi một nguyên nhân thì mình sẽ có một cái phương pháp điều trị riêng. Cái nguyên nhân đầu tiên đó là đến từ cái nhóm bệnh cảnh do di truyền, tức là những cái đột
biến nằm trên nhiễm sắc thể. Thì người ta thấy rằng là thường nó sẽ gặp những cái bệnh cảnh suy tủy nằm trong những cái đột biến của hội chứng Fanconi, hội chứng Diamond Blood Fund và hội chứng loạn sản sừng bẩm sinh. Thì đây là những cái đột biến gen lặng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Và bên cạnh cái chuyện là bệnh nhân này sẽ có một cái tình trạng là giảm sản sinh những cái tế bào máu, thì người ta sẽ còn kèm theo những cái đột biến kèm theo khác, ví dụ như đối với cái hội chứng Fanconi. Thì ở những bệnh nhân này thường sẽ có một cái sự kèm theo bệnh cảnh suy tủy là một cái tình trạng chậm phát triển về thể chất. Người ta sẽ có một cái tật, đó là tật ngắn ở những cái đầu xương dài, một cái tật ở ngón, có thể là thừa ngón hoặc là thiếu ngón, một cái tật về thị lực, những bệnh nhân này có thị lực rất là kém và thường kèm theo một cái tật, đó là tật lát mắt. Hoặc là những bệnh nhân này sẽ có một cái tình trạng nó thay đổi cái vị điểm bát của cái vị điểm của lỗ tai, nên những bệnh nhân này sẽ có một cái tình trạng có một cái tật, đó là lỗ tai bám rất là thấp. Đối với những cái bệnh cảnh suy tủy do di truyền thì do một cái tình trạng là nhiễm sắc thể bị đột biến nên nó sẽ làm mất cân bằng cái bộ nhiễm sắc thể, và khi những cái nhiễm sắc thể bị mất cân bằng rồi thì nó rất dễ làm xuất hiện những cái đột biến thứ phát khác và làm tăng cái nguy cơ xuất hiện những cái bệnh lý ác tính thứ phát kèm theo một cái bệnh cảnh của hội chứng Fanconi hoặc là hội chứng Diamond Blood Fund. Do đó những cái bệnh nhân này thông thường thì người ta thấy rằng là rất hiếm khi nào sống đến độ tuổi trưởng thành và thường tử vong trong cái độ tuổi nhi đồng. Thì cái nguyên nhân tử vong có thể là trong bệnh cảnh của suy tủy, có thể là trong những cái bệnh cảnh của nhiễm trùng hoặc là trong những cái bệnh cảnh thứ phát, và thông thường những cái bệnh cảnh này thường gặp là những cái ung thư thứ phát khác. Cái nguyên nhân thứ hai gây ra bệnh lý đó là nhóm nguyên nhân nhiễm độc, và cái độc tố được quan tâm trong trường hợp này đó là benzen và những cái dẫn xuất của benzen. Thì người ta ghi nhận là cái nguy cơ mà gây một cái bệnh cảnh suy tủy ở nhóm đối tượng này thường cao hơn gấp khoảng 6 lần so với những cái trường hợp mà người ta không có tiếp xúc với benzen. Và thường cái gốc benzen này thì sẽ thường gặp trong những cái hóa chất như là thuốc trừ sâu, thuốc khai hoang hoặc là những cái nhóm thuốc để điều trị ung thư, ví dụ như cyclophosphamide hoặc là doxorubicin, và những cái nhóm thuốc khác. Và những cái nhóm thuốc khác xin lỗi các bạn xíu nha, nhiên nó bị nhảy ra. Và những cái nhóm thuốc khác, ví dụ như là chloramphenicol, thì đây là một cái nhóm kháng sinh, mà nhóm kháng sinh này rất là cũ và hiện tại bây giờ người ta không còn sử dụng nữa. Cách đây khoảng mười mấy, gần 20 năm trở về trước thì cái mức độ đa dạng của kháng sinh chưa có phổ biến như hiện nay. Thì cái kháng sinh chloramphenicol được sử dụng rất là rộng rãi từ những cái chế phẩm kháng sinh tại chỗ cũng như là những cái chế phẩm kháng sinh toàn thân. Thì người ta thấy rằng là khi mà tiếp xúc với chloramphenicol thì cái nguy cơ xuất hiện cái bệnh cảnh suy tủy nó tăng lên rất là nhiều lần so với bình thường, và ghi nhận là khoảng trên 10 lần so với bình thường. Nhóm thuốc kháng giáp, ví dụ như là nhóm thuốc Diamazon hiện tại đang được sử dụng rất là nhiều thì cũng có nguy cơ gây suy tủy. Và đây là một cái bảng để cập nhật những cái bệnh lý, những cái nguy cơ khi mà có sử dụng thuốc, những cái nguy cơ và được chia thành nguy cơ mức độ cao, mức độ trung bình và mức độ thấp của từng nhóm thuốc. Cái bảng này được cập nhật từ cái quyển là Hematology năm 2016, và tính tới thời điểm hiện tại đây vẫn còn là bảng mới, bởi vì chưa có bản cập nhật mới. Thì các bạn sẽ thấy từng cột, ví dụ đây là cái gốc thuốc, đây là nhóm nguy cơ cao. Thì với nhóm nguy cơ cao này thì các bạn chủ yếu là sẽ thấy những cái thuốc mà độc tố, ví dụ như là những cái nhóm thuốc có cái gốc là ankin, như là cyclophosphamide nè, hồi nãy mình mới nói đó, mefalan ha, hoặc là những cái nhóm thuốc ức chế chuyển hóa như là mecaptopurin hoặc là metoresat,
hoặc là những cái nhóm thuốc gây độc tế bào như là doxorubicin hoặc là donorubicin hoặc là mitoxantrone. Đây là những cái nhóm thuốc để điều trị ung thư. Những cái nhóm thuốc có nguy cơ trung bình gây suy tủy như là muối vàng. Muối vàng là trước kia là một cái nhóm thuốc để điều trị những cái bệnh lý về khớp, hoặc là nhóm thuốc chống loạn thần như là carbamazepine, đây là nhóm thuốc chống loạn thần, hoặc là những nhóm thuốc ví dụ như là kháng sinh, ví dụ như là chlorampheniconazole, hoặc là nhóm thuốc quinarin, đây là nhóm thuốc chống lại ký sinh trùng, hoặc là những cái nhóm thuốc phổ biến như là lợi tiểu, nhóm thuốc lợi tiểu như là acetazolamide, đây là cái nhóm thuốc gây suy tủy mức độ trung bình. Còn những cái nhóm thuốc gây suy tủy mức độ thấp thì các bạn thấy là rất là nhiều, gần như cái thuốc nào nó cũng có dính ở trong này hết. Ví dụ như là colchicine, colchicine là nhóm thuốc để kháng viêm điều trị những cái bệnh lý về khớp. Clofeniramine là antihistamine, là nhóm thuốc kháng dị ứng, hoặc là nhóm thuốc hạ huyết áp thì có captopril hoặc là metindopa, hoặc là những cái nhóm thuốc ví dụ như là kháng nấm như là amphotericin, kháng kích thích tiểu cầu như là ticlodibine, thì các bạn thấy là những cái nhóm thuốc rất là phổ biến thì nó đều có nguy cơ gây suy tủy. Những cái nguyên nhân khác gây suy tủy, ví dụ như nguyên nhân do nhiễm vi khuẩn hoặc là virus, thì người ta ghi nhận là các virus viêm gan hoặc là virus HIV, EBV, CMV đều có khả năng gây giảm và dần tế bào máu trong giai đoạn cấp của virus, trong giai đoạn cấp ha, hoặc là bệnh nhân bị nhiễm lao, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân có thai, những trường hợp bệnh nhân có thai thì có khả năng gây suy tủy, hoặc là mà những cái trường hợp tiếp xúc với tia xạ, đặc biệt là những cái tia xạ liều cao, để cho các bạn yên tâm về những cái trường hợp chụp X-quang. Thì chụp X-quang nếu mình chụp với cái tần suất thấp thì chả ăn nhầm gì, thì ở đây người ta đang nói về tiếp xúc với tia xạ liều cao hoặc là tiếp xúc liên tục với tia xạ. Nhóm bệnh lý tự miễn thì ở đây mình đang đề cập đó, đó là nhóm bệnh lý hệ thống, nhóm bệnh lý hệ thống ha. Và cuối cùng là nhóm vô căn, tức là nhóm không có tìm được cái nguyên nhân. Thì đối với nhóm vô căn thì người ta ghi nhận là chiếm khoảng 60 đến 80% cái trường hợp suy tủy, tức là cái bệnh cảnh ngày hôm nay mình học suy tủy thực sự ha. Vô căn là cái nhóm này chiếm khoảng 80% trường hợp suy tủy. Về cơ chế bệnh sinh của cái bệnh cảnh suy tủy này thì đến thời điểm hiện tại người ta đưa ra ba cái giả thuyết gây ảnh hưởng đến cái môi trường tạo máu ở trong tủy xương. Cái cơ chế đầu tiên đó là cơ chế phá hủy trực tiếp những cái tế bào tạo máu và vi môi trường của tủy xương. Thì người ta hay hay người ta hay là ví dụ hoặc là giữa cái những cái vi môi trường tạo máu, nó giống như là vi môi trường tủy xương thì nó tương tự như là đất, và những cái tế bào máu nó giống như là những cái hạt mầm. Thì những cái yếu tố phá hủy trực tiếp hoặc gián tiếp vào tế bào máu hoặc là vi môi trường tủy xương như là những cái tia xạ hóa chất, thuốc hoặc là virus, thì nó sẽ gây phá hủy trực tiếp nên cái môi trường của tủy và những cái tế bào tạo máu luôn, và nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là tủy nó rất là hoang vu và không còn có khả năng tạo máu. Thì đối với cái trường hợp này thì người ta sẽ gặp những cái tình huống đó là có những cái cơ thể mà người ta cũng tiếp xúc giống như những cái trường hợp bệnh nhân, nhưng mà tại sao người ta khỏe re, không có bị cái gì hết trơn, thì người ta thấy rằng nó có liên quan đến một cái hệ thống kháng nguyên của bạch cầu, đó là hệ thống HLA-DR2 và HLA-DBW3. Thì đây là hai cái nhóm kháng nguyên nó có liên quan tới cái nguy cơ, tới nguy cơ làm tăng cái nguy cơ suy tủy trong những cái trường hợp tiếp xúc với những cái tia xạ, những cái hóa chất hoặc là thuốc hoặc là độc tố. Còn và một điều nữa cũng muốn nói với các bạn, đó là đối với những cái trường hợp mà người ta ghi nhận đó là suy tủy có nguyên nhân như là tiếp xúc với tia xạ và hóa chất, thì cái việc đầu tiên mà người ta muốn giải quyết đó là phải chấm dứt cái tiếp xúc giữa cơ thể của bệnh nhân với những cái yếu tố này. Thì thông thường đại đa số trường hợp thì cái vi môi trường của tủy cũng như cái tế bào tạo máu nó sẽ được hồi phục lại sau khi không tiếp xúc với cái tác nhân gây bệnh nữa. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai đó là nhóm nguyên nhân đột biến nhiễm sắc thể. Thì trong cái nhóm nguyên nhân cái cơ chế này đó, thì mình sẽ làm quen với một cái định nghĩa người ta gọi là telomere. Telomere
tức là những cái đoạn nucleotide được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở cái nhánh tận cùng của nhiễm sắc thể ha. Và đây là telomere, đây là cái đoạn telomere, và cái đoạn telomere này nó có vai trò rất là quan trọng trong cái việc phân bào, trong việc phân bào của những cái tế bào tạo máu. Đối với những cái đoạn telomere còn tốt thì cái quá trình phân bào nó diễn ra rất là thuận lợi và nó sản xuất ra rất là nhiều những cái tế bào, những cái sản phẩm tế bào trưởng thành của cái quá trình tạo máu. Còn và trong dần dần qua cái quá trình phân bào và việt hóa của tế bào tạo máu thì cái đoạn telomere này nó xài nhiều quá thì nó sẽ được bào mòn dần, nó ngắn dần đi. Nhưng mà một điều rất là may mắn đó là thông qua một cái kích hoạt của một cái enzyme, đó là enzyme telomerase, thì cái đoạn telomere khi nó bị bào mòn rồi nó sẽ được hồi phục trở lại, nó sẽ được hồi phục trở lại như thế này. Tuy nhiên thì trong những cái trường hợp bình cảnh suy tủy thì người ta giả thiết rằng có những cái trường hợp mà cái enzyme telomerase nó bị bất hoạt, và khi nó bị bất hoạt rồi thì cái đoạn telomere này nó không còn được hồi phục lại, nó chỉ càng ngày càng bào mỏng dần qua thời gian, và khi đó thì cái quá trình phân bào tạo máu nó sẽ bị giảm xuống, và hậu quả là những cái sản phẩm của cái quá trình tạo máu nó sẽ giảm xuống rất là nhiều ha. Và một cái cơ chế thứ ba cũng là một cái cơ chế quan trọng nhất của cái bệnh cảnh suy tủy, đó là cơ chế do miễn dịch. Thì trong cái quá trình miễn dịch này, người ta thấy nó có liên quan đến những cái tế bào lympho T, và cụ thể ở đây là tế bào lympho T CD8 hay còn gọi là tế bào lympho T C. Và thông thường thì tế bào lympho T C này là những cái tế bào tiêu diệt trực tiếp những cái vật thể lạ có nguồn gốc nội sinh ở trong cơ thể, ví dụ như là những cái tế bào ung thư, những cái tế bào mà nó bị nhiễm virus thì tế bào lympho T C này nó sẽ tác động trực tiếp để nó tiêu diệt những cái tế bào này. Và khi mà tế bào lympho nó được hoạt hóa để thực hiện chức năng của nó, mà nó được hoạt hóa một cách quá mức thì nó sẽ làm mất cân bằng giữa cái hoạt động của nó và cái việc gây độc. Và nó ảnh hưởng ở đây là nó sẽ làm mất cân bằng hoạt động của một cái tế bào lympho T khác, đó là tế bào lympho T R, tức là tế bào lympho T điều hòa. Thì bình thường tế bào lympho T điều hòa này nó có một cái chức năng là nó sẽ giữ cái mức độ cân bằng khi mà hoạt động, tức là hoạt động vừa phải để thực hiện cái chức năng thôi chứ không có hoạt động quá mức. Nhưng mà trong trường hợp này tế bào lympho T R không còn thực hiện được cái chức năng điều hòa nữa, nên lympho T này nó bị hoạt hóa một cách quá mức và nó tiết ra những cái cytokine, tức là những cái hóa chất trung gian của tế bào. Và trong trường hợp này đó là những cái interferon, interleukin và tế bào hoại tử khối u. Thì như vậy thì đây là cái quá trình hoạt hóa một cách quá mức của tế bào lympho T. Nó sẽ tiết ra interleukin 2 và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình phân dòng của cái tế bào tạo máu. Và những cái cytokine khác, ví dụ như interferon hoặc là yếu tố hoại tử u, nó sẽ tác động trực tiếp vào cái tế bào gốc qua những cái quá trình phản ứng. Ví dụ như đối với cái phản ứng interferon này nó sẽ tác động lên con đường là ERF và nó làm tăng một cái chất chuyển hóa là NOS, để cuối cùng là nó tạo ra rất là nhiều cái chất độc, đó là nitric oxide, và đây là một cái chất độc nên nó sẽ làm độc tế bào. Và cái thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình phiên mã của RNA, và nó hậu quả là nó làm giảm cái quá trình tổng hợp protein. Thì các bạn thấy là vừa gây độc tế bào vừa giảm quá trình tổng hợp protein, nên hậu quả là cái tế bào này nó sẽ chết sớm hơn bình thường bởi vì độc tố. Và giảm tổng hợp protein thì nó sẽ làm giảm cái chu trình của tế bào, và tế bào đầu dòng vừa chết vừa giảm chu trình tế bào nữa, nên cuối cùng là cái quá trình biệt hóa của những cái tế bào máu này nó sẽ giảm xuống, và hậu quả là sẽ dẫn đến suy giảm những cái tế bào tạo máu. Đó là cái cơ chế thứ hai và cũng là cơ chế rất là quan trọng. Và cái vai trò ở đây đó là quá trình hoạt hóa một cách quá mức tế bào lympho T, các bạn nhớ giúp. Về lâm sàng của một cái bệnh cảnh suy tủy, biểu hiện lâm sàng rất là dễ dàng để nhận biết, đó là tương ứng với một cái tình trạng là giảm các dòng tế bào tạo máu, thì nó sẽ
bị xuất hiện những cái triệu chứng tương ứng. Ví dụ như bệnh nhân giảm hồng cầu thì bệnh nhân sẽ có hội chứng thiếu máu, bệnh nhân giảm tiểu cầu thì sẽ có hội chứng xuất huyết, bệnh nhân giảm bạch cầu hạt sẽ có hội chứng nhiễm trùng. Và kèm theo đó, bệnh nhân xuất hiện một cái tiêu chuẩn 40, đó là một cái tiêu chuẩn để giúp mình có thể phân biệt được giữa một cái bệnh cảnh giảm ba dòng tế bào máu của bệnh cảnh suy tủy thực sự và một cái bệnh cảnh giảm ba dòng tế bào máu của nhóm bệnh lý ác tính. Với cái nhóm suy tủy thực sự thì nó yêu cầu phải đảm bảo đủ bốn cái tiêu chuẩn của họ, của tiêu chuẩn 40, đó là bệnh nhân không sốt nếu không có nhiễm trùng. Cái từ này rất là quan trọng, không sốt nếu không có nhiễm trùng, do đó nếu có nhiễm trùng thì bệnh nhân vẫn sốt để tương ứng với cái hội chứng nhiễm trùng ở bên này. Tiêu chuẩn thứ hai đó là bệnh nhân không có sụt cân, tiêu chuẩn thứ ba là không có gan lách hạch to, và tiêu chuẩn thứ tư là không có đau nhức xương khớp. Đây là về lâm sàng ha, bệnh nhân dễ chảy máu ha, bệnh nhân thiếu máu, rồi bệnh nhân nhiễm trùng ha, hoặc là bệnh nhân nhiễm nấm. Về cận lâm sàng thì cái cận lâm sàng đơn giản nhất và đầu tiên đầu tay để theo dõi và chẩn đoán những bệnh huyết học đó là huyết cầu. Thì người ta thấy đối với dòng hồng cầu thì bệnh nhân sẽ giảm hồng cầu và cái hình thái của hồng cầu đó là hồng cầu đặng sắc đặng bào. Đối với số lượng bạch cầu thì bệnh nhân sẽ giảm bạch cầu và tỷ lệ đó là giảm bạch cầu đa nhân trung tính nhiều hơn, với tỷ lệ là neutral nhiều hơn tế bào lympho. Và cái trường hợp thứ ba đó là số lượng tiểu cầu của bệnh nhân cũng sẽ giảm. Và trên cái lam phết máu ngoại biên thì người ta sẽ thấy những cái tế bào máu rất là thưa thớt. Xét nghiệm hồng cầu lưới đó là những cái xét nghiệm để người ta đánh giá về cái khả năng để tổng hợp những cái tế bào máu, thì người ta thấy là xét nghiệm hồng cầu lưới của bệnh nhân cũng giảm, tức là huyết đồ sẽ có giảm ba dòng tế bào máu và hồng cầu lưới giảm. Đây là hình ảnh phết máu ngoại biên, đây là một cái lam máu bình thường với mật độ của những cái tế bào máu rất là dày đặc. Đây là những cái tế bào hồng cầu ha, hồng cầu, đây là bạch cầu và đây là tiểu cầu. Mật độ của tiểu cầu tương đối dày đặc và nó đứng kết cùng với nhau thành từng đám. Còn đây là hình thái của một cái lam phết máu của một bệnh nhân suy tủy với mật độ và hồng cầu rất là thưa thớt, bạch cầu chỉ xuất hiện có một tế bào và tiểu cầu thì cũng thưa thớt, rất là thưa thớt, thưa thưa thì nó có một hai cái mảng tiểu cầu. Xét nghiệm thứ ba đó là tủy đồ. Thì trên cái lam tủy thì người ta sẽ thấy tủy nghèo tế bào và nó sẽ thay thế bằng những cái mô mỡ, và tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính nó giảm rất là nặng và không xuất hiện tế bào ác tính. Và đối với trường hợp của bệnh nhân suy tủy thì cái xét nghiệm tủy đồ không phải là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Các bạn lưu ý, bệnh nhân bạch cầu thấp thì tiêu chuẩn vàng chẩn đoán là tủy đồ. Còn đối với bệnh nhân suy tủy thì tiêu chuẩn vàng chẩn đoán là sinh thiết tủy. Như vậy thì người ta làm tủy đồ để làm cái gì? Cái thứ nhất là để người ta khảo sát xem có một cái sự nhầm lẫn giữa cái bệnh cảnh suy tủy và bệnh cảnh máu ác tính hay là không. Và cái thứ hai là có những cái trường hợp, tí xíu cuối bài mình sẽ thấy, đó là có những cái trường hợp trong cái nhóm bệnh lý ác tính của tủy, nhưng mà cái biểu hiện lâm sàng của giai đoạn đầu thì nó lại giống giống như bệnh nhân suy tủy ha, nên người ta sẽ tiến hành làm tủy đồ để người ta phân biệt. Và cái xét nghiệm thứ tư đó là sinh thiết tủy, đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ha, nhớ nha, đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Và trên lam sinh thiết tủy thì có hiện diện rất là ít những tế bào máu và xuất hiện thay thế vào đó là những cái khoang mỡ hoặc là khoang xơ. Đây là hình ảnh của tủy đồ các bạn, đây là bộ kim thực hiện làm tủy đồ và đây là cái thao tác của thủ thuật. Thông thường người ta sẽ cho bệnh nhân nằm sấp để người ta tiến hành chọc tủy vào cái vị trí là gây chậu sao trên của bệnh nhân, và nó sẽ đưa vào qua da, mở dưới da qua lớp cơ và đến vào lớp màng xương. Nó sẽ qua cái mô xương cứng và mô xương xốp, vào trong mô xương xốp sẽ rút ra khoảng 1 ml dịch thủy và kéo kéo trên cái lam để tiến thành nhuộm gem sa và đọc cái hình thái của tế bào. Thì đây là hình thái tế bào tủy bình thường nha, và đây là hình thái của một cái tế bào tủy của bệnh nhân bị suy tủy, thì cái mật độ nó thưa thớt hơn và thay thế vào đó là những cái tế bào mô mỡ. Và đây là cái xét nghiệm sinh thiết tủy. Xét nghiệm sinh thiết tủy thì đây là cái bộ kim để thực hiện cái thủ thuật sinh thiết tủy. Và về cái trình tự thủ thuật thì thực hiện gần giống như cái thủ thuật của tỷ đồ. Tuy nhiên khi người ta tiến hành
người ta lấy mẫu thì yêu cầu của tỷ đồ là rút ra 1 ml dịch tủy, còn yêu cầu của sinh thiết tủy là người ta sẽ lấy ra một cái đoạn xương xớp với cái kích thước là khoảng một đường với kích thước là khoảng một phân ha, 1 cm, 1 đến 1,5 cm, và khi người ta tiến hành làm cái lam tủy lăng để đọc cái kết quả sinh thiết tủy thì đây là kết quả sinh thiết tủy bình thường với mật độ tế bào tạo máu rất là dày đặc và rất là thưa thớt với những cái khoang mở như thế này. Còn đây là hình thái của cái lam tủy của một cái bệnh nhân suy tủy với mật độ tế bào tạo máu nó giảm xuống và thay thế vào đó là những cái khoang sơ hoặc là khoang mở. Và những cái cận lâm sàng khác ví dụ như xét nghiệm đông cầm máu với mục đích là người ta đánh giá để loại trừ cái trường hợp bệnh nhân chảy máu do rối loạn đông cầm máu. Xét nghiệm thứ sáu là xét nghiệm để chẩn đoán nguyên nhân, để chẩn đoán nguyên nhân của suy tủy. Ví dụ như là xét nghiệm anti-HIV, HBsAg, HCV hoặc là LBBCV với mục đích là loại trừ những cái nguyên nhân nhiễm siêu vi hoặc là nhóm bệnh lý hệ thống trong cái nhóm bệnh nhân suy tủy này. Và để chẩn đoán xác định một bệnh nhân suy tủy khi mà lâm sàng của bệnh nhân có thiếu máu, có xuất huyết, có nhiễm trùng và thỏa cái tiêu chuẩn 4.0. Cận lâm sàng thì người ta sẽ yêu cầu huyết đồ có 2 trên 3 tiêu chuẩn, đó là hemoglobin dưới 10 gram, bạch cầu đa nhân trung tính dưới 1.500 và số lượng tiểu cầu dưới 50.000. Hay các bạn lưu ý mình sẽ tiếp cận dần dần từng dòng. Ví dụ như đây là dòng hồng cầu, đây là dòng bạch cầu và đây là dòng tiểu cầu. Và đối với sinh thiết tủy, đây là cái tiêu chuẩn bắt buộc phải có với cái mật độ tế bào tủy là dưới 25% mật độ tế bào. Đây là cái bảng để phân độ suy tủy theo tiêu chuẩn của Kamita. Và người ta chia theo cái tiêu chuẩn Kamita là bởi vì cái tiêu chuẩn này nó đơn giản, nó dễ nhớ và nó thể hiện được cái tiên lượng của bệnh nhân. Thì đối với tiêu chuẩn Kamita thì người ta sẽ chia thành 3 nhóm, đó là suy tủy rất nặng, suy tủy nặng và suy tủy không nặng. Các bạn lưu ý nha, đây là suy tủy không nặng chứ không phải là suy tủy mức độ trung bình hay là suy tủy mức độ nhẹ, để thể hiện rằng là cái bệnh cảnh suy tủy là một cái nhóm bệnh lý, nó không phải là nhóm bệnh nhẹ. Thì đối với cái đầu tiên làm cái gốc đó là nhóm suy tủy nặng thì người ta dựa vào những cái tiêu chuẩn của máu ngoại biên. Đối với dòng bạch cầu thì người ta dựa vào số lượng bạch cầu đa nhân trung tính. Đối với dòng tiểu cầu thì người ta sẽ dựa vào số lượng tiểu cầu, và đối với dòng hồng cầu thì người ta sẽ dựa vào số lượng hồng cầu lưới. Tức là theo cái Kamita này nó khác một xíu đối với cái tiêu chuẩn chẩn đoán ha. Cái tiêu chuẩn chẩn đoán người ta sẽ dựa vào hemoglobin ha, thì đây sẽ dựa vào hồng cầu lưới. Và cái tiêu chuẩn của sinh thiết tủy thì đối với suy tủy nặng thì những cái tiêu chuẩn này nó yêu cầu tiêu chuẩn của máu ngoại biên yêu cầu đạt 2/3 tiêu chuẩn, còn đối với tiêu chuẩn sinh thiết tủy đó là tiêu chuẩn bắt buộc ha. Đối với cái tiêu chuẩn của suy tủy rất nặng thì bên cạnh cái tiêu chuẩn sinh thiết tủy là bắt buộc thì có một cái tiêu chuẩn bắt buộc nữa, đó là số lượng bạch cầu đa nhân trung tính dưới 200 tế bào, tức là có 2 tiêu chuẩn bắt buộc. Và cái số lượng tiểu cầu và hồng cầu lưới là 2 tiêu chuẩn còn lại của máu ngoại biên, thì yêu cầu một trong 2 tiêu chuẩn nữa là đủ để chẩn đoán. Đó là hai cái nhóm suy tủy nặng và rất nặng. Đối với cái trường hợp suy tủy không nặng thì người ta thấy rằng là bệnh nhân không có đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán cái nhóm nào hết, không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là suy tủy nặng, cũng không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán suy tủy rất nặng, thì người ta sẽ đưa vào nhóm đó là suy tủy không nặng. Về điều trị thì hiện tại bây giờ có những cái phương pháp để điều trị bệnh nhân suy tủy. Đầu tiên, một cái phương pháp đầu tiên hiệu quả rất là cao và gần như là đưa lại một cái kết quả triệt để, đó là ghép tế bào gốc tạo máu. Cái phương pháp thứ hai đó là điều trị thuốc ức chế miễn dịch. Phương pháp thứ ba đó là điều trị theo hỗ trợ cho bệnh nhân, tức là điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Thì cái cách điều trị này như vậy thì tất cả các bệnh nhân đều có cái chỉ định như nhau phải không? Câu trả lời là không. Cách điều trị này nó sẽ phụ thuộc vào cái thứ nhất là cái mức độ bệnh của bệnh nhân. Mức độ bệnh. Ví dụ như bệnh nhân phải là những bệnh nhân suy tủy nặng hoặc rất nặng thì sẽ có chỉ định điều trị. Còn đối với nhóm suy tủy không nặng thì người ta chỉ có chỉ định điều trị khi nào mà nhóm bệnh nhân suy tủy không nặng nhưng
bệnh nhân phải có cái yêu cầu phải có chỉ định về truyền chế phẩm máu thì người ta mới có chỉ định điều trị mà thôi. Còn đối với cái nhóm suy tủy không nặng mà không có chỉ định về chế phẩm máu, tức là không cần truyền máu, không cần truyền tiểu cầu gì hết, thì trong những cái trường hợp đó thì người ta sẽ tiến hành theo dõi cho bệnh nhân ha. Cái tiêu chuẩn thứ hai đó là độ tuổi mắc bệnh của bệnh nhân. Độ tuổi, người ta sẽ điều trị, quyết định cái phương án điều trị theo độ tuổi của bệnh nhân. Tuổi càng trẻ thì cái hiệu quả điều trị càng cao và cái phương pháp chọn lựa càng càng nhiều phương pháp. Ví dụ như đối với bệnh nhân mà độ tuổi trẻ thì các bạn có thể ghép, có thể sử dụng thuốc chế miễn dịch, có thể điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân. Nhưng mà đối với những cái bệnh nhân lớn tuổi thì thông thường là ghép rất là hạn chế. Không phải là không cho ghép, nhưng mà người ta thấy rằng là thông thường thì cái hiệu quả ghép nó không có cao. Bệnh nhân sẽ có nguy cơ xuất hiện những cái biến chứng trong ghép nhiều hơn, hoặc là bệnh nhân có thể tăng cái nguy cơ tử vong trong cái đợt ghép, nên người ta rất là ngại ghép cho những bệnh nhân lớn tuổi. Và những cái bệnh cảnh kèm theo, ví dụ như những cái bệnh lý mạn tính nặng, ví dụ như bệnh thận mạn nặng ở giai đoạn 4, giai đoạn 5, hoặc là bệnh suy tim, hoặc là cái bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tức là những cái bệnh lý liên quan về những cái chức năng quan trọng của cơ thể như là thận, như là hô hấp, như là gan mật, vân vân. Và ở cái giai đoạn nặng thì người ta sẽ xem xét về cái khả năng điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân như là ghép hoặc là dùng thuốc chế miễn dịch. Và những cái trường hợp bệnh nhân nếu mà muốn ghép nhưng mà không tìm được cái người cho tủy phù hợp thì cũng không có thể nào tiến hành cuộc ghép cho bệnh nhân. Và một cái điều rất là quan trọng nữa đó là cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân, là bởi vì khi bệnh nhân quyết định cái điều trị thì bên cạnh cái chuyện là có bảo hiểm y tế thì bệnh nhân phải được yêu cầu đồng chi trả một phần nào đó, nên cái chuyện kinh tế là rất là quan trọng trong trường hợp này. Và đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân thuộc cái nhóm là suy tủy không nặng thì mình sẽ chỉ tiến hành theo dõi định kỳ và không có chỉ định điều trị cho bệnh nhân khi hemoglobin của bệnh nhân trên 9 gram, bạch cầu đa nhân trung tính trên 1.000 và số lượng tiểu cầu của bệnh nhân trên 50.000, tức là bệnh nhân sẽ không có chỉ định truyền chế phẩm máu. Thì trong trường hợp này sẽ không có chỉ định điều trị và chỉ theo dõi định kỳ cho bệnh nhân. Do đó có những bệnh nhân được chẩn đoán suy tủy khoảng mười mấy năm nhưng mà chưa bao giờ có chỉ định điều trị cũng như chưa bao giờ có chỉ định truyền chế phẩm máu, thì bệnh nhân sẽ sống với một cái đời sống bình thường của người ta. Về điều trị, cái đầu tiên đó là điều trị hỗ trợ. Thì cái việc quan trọng nhất là đối với những cái trường hợp suy tủy mà có nguyên nhân thì bắt buộc là phải cách ly khỏi cái tác nhân gây bệnh với bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân mình đang nghĩ là bệnh nhân suy tủy do thuốc, thì cái việc rất là quan trọng là mình phải ngưng sử dụng cái loại thuốc đó. À, cứ là bệnh nhân đang xài thuốc gì thì phải ngưng. Và cái thứ hai là đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có bạch cầu đa nhân trung tính quá là thấp thì bắt buộc là cách phải nên khuyến cáo là cách ly bệnh nhân vào khu vô trùng. Sẽ tiến hành điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Ví dụ như đối với trường hợp truyền cái chế phẩm khối hồng cầu thì sẽ được chỉ định đối với những cái trường hợp bệnh nhân có cái triệu chứng của thiếu máu. Ví dụ như bệnh nhân có hoa mắt, có nhức đầu, có chóng mặt, có đau ngực, hoặc là bệnh nhân có hemoglobin dưới 8 gram trên decilit thì mình sẽ tiến hành truyền chế phẩm là khối hồng cầu. Đối với cái chỉ định truyền tiểu cầu thì sẽ được chỉ định cho những cái bệnh nhân có cái triệu chứng lâm sàng của chảy máu. Và cái thứ hai là số lượng tiểu cầu của bệnh nhân dưới 10.000 thì mình sẽ có chỉ định truyền khối tiểu cầu cho bệnh nhân. Và cái thứ ba là tiến hành sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân, cho những bệnh nhân này khi bệnh nhân có sốt. Khi bệnh nhân có sốt thì mình sẽ tiến hành sử dụng kháng sinh với những cái tiêu chuẩn, với những cái nguyên tắc đó là trong trường hợp bệnh nhân suy tủy thì người ta khuyến cáo là nên sử dụng kháng sinh tĩnh mạch, nó sẽ tốt hơn cái kháng sinh đường uổng, hoặc là bệnh nhân nên được sử dụng kháng sinh phổ rộng thì nó sẽ hay hơn ha. Và bệnh nhân nếu được thì nên sử dụng liều cao thì nó sẽ tốt hơn cho những bệnh nhân này. Đó là một số cái nguyên tắc mình cần phải nhớ. Cái điều trị thứ hai đó là điều trị chế miễn dịch, là một trong những cái phương pháp điều trị có thể đạt được cái hiệu quả triệt để cho những cái trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán là suy tủy thực sự vô căn. Và với một cái phác đồ chế miễn dịch đầy đủ với ba thuốc đó là ATG là anti-thymocyte globulin. Đây là một cái globulin là kháng thể chống lại tuyến ức, thymocyte là tuyến ức. Thì cái tuyến ức này tại sao mình phải sử dụng những cái globulin chống lại nó, là bởi vì
là bởi vì cái tuyến ức là nơi để thực hiện cái quá trình biệt hóa và trưởng thành của tế bào lympho T, nên mình phải sử dụng cái kháng thể chống lại cái tuyến ức, cyclosporine ha và corticoid. Thì người ta ghi nhận là với liều ATG, với liều là 15 đến 40 mg cho 1 kg trên một ngày, truyền tĩnh mạch trong 4 ngày cho một đợt sử dụng ha, người ta sẽ chia thành hai nhóm nữa là ATG từ ngựa và ATG từ thỏ. Thì đối với ATG từ ngựa thì người ta sẽ sử dụng trong vòng 4 ngày và ATG từ thỏ thì sử dụng trong vòng 5 ngày. Vậy tại vì sao? Là bởi vì người ta thấy rằng á, là cái này nó là kháng huyết thanh. Tức là người ta sẽ sử dụng cái kháng nguyên từ tuyến ức của người, người ta cấy vô con ngựa hoặc cấy vào con thỏ để trong cơ thể nó hình thành một cái kháng thể chống lại cái kháng nguyên của tuyến ức. Thì người ta thấy rằng là con ngựa nó lớn hơn, khả năng hình thành cái kháng huyết thanh của nó nhiều hơn, cái liều lượng nó lớn hơn, nên người ta sử dụng trong vòng 4 ngày. Còn đối với con thỏ thì người ta thấy rằng nó nhỏ hơn, hình thành cái kháng huyết thanh nó thấp hơn, cho đó người ta sử dụng trong vòng 5 ngày. Corticoid, lưu ý đối với corticoid thì người ta sử dụng với liều là 1 đến 2 mg cho kg cân nặng trên một ngày, và sử dụng liều này trong vòng 14 ngày, sau đó giảm liều nhanh và ngưng ở ngày thứ 28. Và mục đích sử dụng của corticoid trong trường hợp này với cái mục đích chính là giảm cái tác dụng phụ của ITG. Cyclosporine là một cái thuốc ức chế miễn dịch với cái đích đến của nó là cái cytokine interleukin 2, và người ta sẽ sử dụng với cái liều khá cao là từ 7 cho đến 12 mg trong kg cân nặng trên một ngày và chia thành hai lần uống mỗi ngày. Người ta có thể ngừng thuốc sau cái thời gian là 6 tháng đến 8 tháng, thậm chí có người sử dụng 9 tháng, có người sử dụng 12 tháng, tùy theo từng trường hợp trên từng bệnh nhân. Và với cái phác đồ ATG, cyclosporine và corticoid thì người ta ghi nhận với hiệu quả nó đạt được khoảng từ 75 cho đến 80%. Những cái thuốc ức chế miễn dịch khác, ví dụ như phác đồ cyclosporine và corticoid thì với liều tương tự ha, cyclosporine, corticoid thì đối với cái phác đồ này thì gần như là nó không có đạt được cái hiệu quả là lùi bệnh hoàn toàn, và nó chỉ có cái khả năng là nó kéo dài ra cái thời gian ổn định của bệnh nhân, cũng như là giảm cái nhu cầu sử dụng chế phẩm máu trên bệnh nhân mà thôi. Đối với cái phác đồ corticoid đơn thuần thì người ta sử dụng với cái liều là 1 đến 2 mg cho 1 kg cân nặng trên một ngày, sau đó giảm liều dần và ngưng sau 3 đến 6 tháng. Thì thú thật với các bạn là cái cơ chế tác động của corticoid trên hệ thống miễn dịch đó là ức chế không chọn lọc, do đó nó chỗ này nó ức chế miếng, chỗ kia nó ức chế miếng. Và đối với mình thì mình thấy gần như là cái hiệu quả của corticoid trong cái bệnh cảnh suy tủy nó không có cao, và nó so khi mà mình đứng công tâm mình so sánh giữa cái hiệu quả, giữa cái hiệu quả điều trị cũng như là cái tác dụng phụ, thì người ta thấy là cái tác dụng phụ của nó quá nhiều so với cái hiệu quả điều trị đạt được, nên đối với quan điểm của bản thân mình thì mình không có thích sử dụng cái corticoid trong điều trị bệnh cảnh suy tủy thực sự. Đây là những cái thuốc, đây là cyclosporine, Neuron, và đây là ATG. Một cái phương pháp thứ ba đó là ghép tủy xương. Thì hiện tại bây giờ đối với cái phương pháp ghép cho bệnh nhân suy tủy thì người ta sẽ chỉ sử dụng duy nhất một cái phương pháp, đó là dì ghép. Dì ghép tức là ghép từ từ cái tế bào gốc của người khác cho. Thì cái nguồn cho có thể là từ những cái anh chị em ruột cùng huyết thống, người ta còn gọi dùng cái từ là ghép sibling. Cái thứ hai đó là ghép từ cái nguồn tế bào gốc từ người cho không cùng huyết thống nhưng mà phù hợp cái hệ thống HLA. Do đó có những cái trường hợp mà người ta sử dụng cái phương pháp ghép tủy mà người ta đủ tiêu chuẩn rồi, đủ điều kiện kinh tế rồi, nhưng mà cái nguồn cho tế bào gốc tạo máu nó rất là hạn hẹp, bởi vì có những người người ta không có anh chị em ruột ha, thì gần như là cái ghép sibling là không có thực hiện được. Còn đối với cái nhóm thứ hai đó là người ta sẽ báo về cái ngân hàng tế bào gốc để xin những cái tế bào gốc phù hợp hệ thống HLA giữa những người không cùng huyết thống, thì xếp hàng chờ rất là lâu. Do đó hiện tại bây giờ những cái trung tâm ghép thì họ mở rộng ra về cái chỉ định của cái người cho, đó là những cái người cho cùng huyết thống nhưng mà nửa thuận hợp, tức là cái người cho có thể là từ cha, từ mẹ, từ
chú bác ruột hoặc là cậu cô gì gì đó. Thì trong những cái trường hợp đó thì đương nhiên cái mức độ hòa hợp của hệ thống HLA nó sẽ thấp hơn. Và trong cái việc điều trị trước ghép cũng như là điều trị hóa sau ghép thì người ta sẽ sử dụng cái metotrexat để hạn chế cái nguy cơ thải ghép cho bệnh nhân. Và cái đối với cái trường hợp mà ghép tủy xương thì thông thường người ta sẽ chỉ định đối với những cái bệnh nhân dưới 40 tuổi thì người ta thấy rằng cái ưu thế nó rất là cao, và cái độ tuổi càng trẻ thì cái hiệu quả thành công của cái điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu nó càng cao. Ví dụ như ở đây mình ghi nhận đây là một cái số liệu nó cũng tương đối là nó hơi cũ, tức là khoảng độ tuổi dưới 20 thì tỷ lệ thành công khoảng 82%, độ tuổi khoảng dưới 40 tỷ lệ khoảng 72%, nhưng mà độ tuổi trên 40 là tỷ lệ nó còn khoảng sắp xỉ 50% thôi. Nhưng mà trong khi đó một cái phác đồ điều trị ức chế miễn dịch đầy đủ thì cái tỷ lệ thành công nó khoảng 70-80% rồi. Do đó mình phải cân nhắc cho thật là kỹ đối với những cái trường hợp này. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ những cái trung tâm ghép nó đã rất là tiến bộ ha. Những cái phương pháp ghép cũng như những cái biện pháp hóa trước ghép và hóa sau ghép, nên là cái tỷ lệ ghép thành công đang rất là cao. Và có những cái nghiên cứu ở nhi những cái nghiên cứu tức là ở người trẻ thì cái tỷ lệ ghép thành công ở bệnh nhân suy tủy thực sự nó lên tới khoảng 92%, tức là nó rất là cao. Những cái phương pháp điều trị khác ví dụ như testosterone, đây là cái hormone sinh dục nam ha, khi điều trị thì người ta sử dụng với liều là 50-100mg trên một ngày và sử dụng trong vòng từ 2-6 tháng. Và mục đích khi sử dụng testosterone, tức là androgen, người ta sử dụng để kích thích cái dòng hồng cầu. Kích thích cái dòng hồng cầu, ví dụ những cái trường hợp bệnh nhân suy tủy mà nó cứ giảm cái dòng hồng cầu rất là nhiều, bệnh nhân thiếu máu liên tục, truyền máu hoài mà cái hiệu quả nó không có cao, thì người ta sẽ xem xét sử dụng cái erythropoietin hoặc là testosterone để kích thích cái dòng hồng cầu. Hoặc là những cái điều trị khác ví dụ eltrombopoietin là TPO hồi nãy mình nói đó, đó là cái hormone để kích thích tạo cái tiểu cầu nha. Thì người ta có thể sử dụng đơn trị liệu hoặc phối hợp với những cái loại thuốc ức chế miễn dịch khác. Và trong cái lúc mà mình đọc cái nghiên cứu thì có một cái trường có những cái trường hợp, những cái ca lâm sàng các người ta sử dụng cái thuốc đơn trị phối hợp nhưng mà không phải là phối hợp với ATG, người ta phối hợp eltrombopoietin với lại cyclosporine mà bệnh nhân đạt được lui bệnh hoàn toàn, các bạn đạt được lui bệnh hoàn toàn và kéo dài tính tới thời điểm hiện tại là khoảng trên 3 năm với cái điều trị TPO và cyclosporine, và cái thời gian sử dụng hai cái thuốc này nó cũng kéo dài là khoảng 12 tháng. Hoặc là những cái thuốc khác ví dụ như cyclophosphamide liều cao nè ha, những cái thuốc chống chuyển hóa hồi nãy mình có nói, những cái thuốc này là thuốc độc tế bào thuộc về nhóm ankin, sử dụng với cái liều là 45mg cho 1kg cân nặng trên một ngày trong thời gian là 4 ngày. Hoặc là GCSF, đây là cái thuốc để kích thích dòng bạch cầu hạt với liều là 5-10mg cho 1kg trên một ngày. Và các bạn biết là đối với G6F trong bệnh cảnh suy tủy thực sự thì gần như là cái hiệu quả nó không có được cao gì mấy. Hiệu quả không được cao gì mấy là bởi vì người ta thấy rằng là những cái thuốc kích tủy trong cái trường hợp này thì nó rất là hạn hữu khi mà nó có tác dụng. Về đáp ứng với điều trị thì những cái tiêu chuẩn để đánh giá đáp ứng với điều trị trong trường hợp người ta gọi là đáp ứng hoàn toàn, thì khi mà cái huyết đồ của bệnh nhân đưa về những cái con số bình thường hết, lượng hemoglobin trên 11, số lượng bạch cầu hạt trên 1.500 và số lượng tiểu cầu trên 100.000. Còn đối với trường hợp đáp ứng một phần, đó là những cái đáp ứng mà chưa đủ tiêu chuẩn gọi là đáp ứng hoàn toàn, nhưng mà bệnh nhân không còn phụ thuộc vào chế phẩm máu nữa, tức là bệnh nhân không cần truyền máu, khi số lượng hồng cầu hemoglobin của bệnh nhân trên 8 gram, tức là không truyền máu rồi, bạch cầu hạt trên 500 tế bào và số lượng tiểu cầu trên 30.000, tức là không có nguy cơ, rất là ít nguy cơ trong trường hợp này, nên bệnh nhân không có phụ thuộc vào truyền máu. Còn bệnh nhân không có đáp ứng, tức là bệnh nhân không đạt được cái tiêu chuẩn đáp ứng hoàn toàn và đáp ứng một phần, và bệnh nhân này đương nhiên là vẫn phụ thuộc vào chế phẩm máu. Đây là một số cái hình ảnh về một số cái nghiên cứu. Một điều nữa là muốn thay đổi quan điểm của các bạn,
đó là cái trường hợp ghép tủy, người ta gọi là ghép tế bào gốc tạo máu, không phải là người ta mổ ra một lộ cái tủy xương ra để ghép tế bào gốc vào một mảnh tủy xương khác vào, mà là người ta sẽ huy động tế bào gốc tạo máu từ người cho trước đó ha, tức là người cho đã được xác định rồi, đã được thử HLA rồi, đã được thử những cái bệnh lý nền nguy cơ, ví dụ những cái bệnh cảnh về HIV, viêm gan B, viêm gan C, rồi EBV, CMV vân vân. Rồi sau đó thì người ta được sử dụng G-CSF để kích bạch cầu hạt, để kích bạch cầu hạt sử dụng G-CSF 3 đến 5 ngày và người ta sẽ thu thập tế bào gốc tạo máu. Thì cái quá trình thu thập tế bào gốc tạo máu này có thể thu thập từ hai nơi, đó là tủy xương và máu ngoại vi. Hiện tại bây giờ cái quan điểm ở Việt Nam thường người ta sẽ sử dụng là tế bào gốc tạo máu từ máu ngoại vi, bởi vì nó ít gây biến chứng trên người cho tủy hơn là cái nguồn tế bào gốc từ tủy xương, và cái hiệu quả người ta thấy rằng tương đương nhau, thậm chí là cái hiệu quả trên ghép ở những bệnh nhân nhận tế bào gốc từ nguồn tế bào gốc từ máu ngoại vi nó lại có cái phần là nó hiệu quả nhiều hơn. Và sau đó người ta sẽ chuẩn bị bệnh nhân ha, người ta sẽ tiến hành hóa trước ghép, và đến ngày ghép thì người ta sẽ tiến hành, người ta truyền tế bào gốc tạo máu y hệt như truyền một cái chế phẩm máu. Đây là truyền tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhân nha. Về tiên lượng thì bệnh cảnh suy tủy thực sự là một cái bệnh nhân tiên lượng nặng, và đối với những cái trường hợp cái nhóm suy tủy mà bắt đầu được xếp vào nhóm nặng và rất nặng thì thông thường là thời gian sống trung bình của bệnh nhân là khoảng từ 3 đến 6 tháng, mà người ta ghi nhận chỉ có khoảng 20% sống cho được 1 năm thôi. Về những cái nguyên nhân của tử vong cho bệnh cảnh suy tủy, cái nguyên nhân đầu tiên và thường gặp nhất đó là nhiễm trùng hoặc là nhiễm nấm, đó là cái nguyên nhân gây tử vong của bệnh cảnh suy tủy nhiều nhất. Cái thứ hai đó là bệnh cảnh về xuất huyết ha, bệnh nhân có thể xuất huyết não hoặc là xuất huyết tiêu hóa. Cái thứ ba đó là những cái tai biến về truyền máu trong cái quá trình điều trị cho bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ có thể gặp những cái tai biến về truyền máu, ví dụ như là truyền khối tiểu cầu, truyền khối hồng cầu, bệnh nhân bị sốc phản vệ gì đó vân vân, hoặc là quá tải tuần hoàn, hoặc là những cái tổn thương phổi do truyền máu gì đó, bệnh nhân dẫn đến tử vong. Hoặc là những cái bệnh cảnh như là thiếu máu kéo dài, những cái hậu quả của thiếu máu kéo dài như là bệnh nhân suy tim hoặc là suy thận. Và một cái nhóm nữa đó là một cái tình trạng nó chuyển ác tính của bệnh nhân suy tủy. Thì trước kia người ta tưởng rằng bệnh nhân suy tủy thời gian sau chuyển thành bạch cầu cấp, không phải. Trên thực tế là những cái đột biến gây cái bệnh cảnh suy tủy á, thì những cái đột biến trên bệnh nhân thường trước đó nó đã là những cái đột biến của những cái dòng tế bào ác tính rồi, nhưng mà người ta chưa có phát hiện ra, và biểu hiện của bệnh nhân trong cái giai đoạn đầu đó là lâm sàng của suy tủy cũng như sinh thiết tủy, nó cũng là suy tủy, nhưng một thời gian sau cái đột biến đó dần dần nó rõ ràng hơn và bệnh nhân sẽ có biểu hiện của một cái bệnh lý ác tính ha. Do đó bây giờ để tránh những cái nhầm lẫn này thì thường trong cái bộ bi lăng chẩn đoán của bệnh nhân suy tủy thì thường người ta sẽ làm thêm đó là nhiễm sắc thể đồ để xem bệnh nhân có xuất hiện đột biến trước đó hay là không ha. Thường là bệnh nhân suy tủy thì sẽ không có đột biến trên nhiễm sắc thể, còn những bệnh nhân mắc bệnh lý ác tính của các dòng tế bào máu thì sẽ có xuất hiện cái đột biến. Đó là cái nội dung của cái bài suy tủy thực sự vô can. Cái phần trình bày về hai bài của cái học phần nội bệnh lý 4 của chị là bài ITP và bài suy tủy thực sự là tới đây là kết thúc. Thì cái phần còn lại thì chị sẽ trả lời cái những cái thắc mắc của các bạn. Rồi xin mời các bạn. Các bạn cứ mở micro các bạn hỏi nha. Các bạn có gì thắc mắc cứ mở lên hỏi. Thank you.